phẩm Quê Nội Tác giả Nhà văn Võ Quả Tác phẩm văn học được giải thưởng nhà nước năm 2007 Một trong 10 tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của Việt Nam Chương 4 Chú Hai Quân đi thăm bà con trong làng Từ hôm về quê chỉ mình thằng Cù Lao đến chơi quanh xóm Nó để ý xem xét từng nhà Nhà cửa trong ni rất khác ngoài nớ nhà nào cũng có lắm cột. Phía trước có ba cửa trống, cửa trống lên làm thành một hàng hiên che nắng. Trẻ con khiêng trọng ra hiên nằm mát, người lớn thì ngồi chảy ngô hay quay thao kéo sợ. Nhà anh Bốn Linh có cái giường thùng, nó chiếm non nửa gian nhà, đó là cái vừa là giường vừa là cái thùng vĩ đại. Tất cả đồ đạc của anh Bốn Linh đều ném vào giường thùng. Anh leo lên đó để nằm ngủ. Bọn trộm chỉ còn cách dùng búa bửa giường may ra mới cướp được của. Sau ngày cướp chính quyền, anh bốn chẳng cần nằm lên giường thùng nữa. Anh nói, trộm cướp hết rồi, ra ngoài này nằm cho mát. Anh xách chiếu ra nằm trên cái trọng tre đặt ở ngoài hiên, ngủ thả cửa. Ban đêm không cần vác côn chạy đi đuổi trộm nữa. Nhà nào cũng có vườn, nhưng hàng cây keo quanh nhà kín mít. Từ nhà này muốn sang nhà khác thì phải đi ra ngõ, ngõ có cổng đóng. Ở ngoài biển không vậy, thằng Cú Lao có thể chạy thông thống từ nhà này sang nhà khác, không phải qua ngõ qua ngách nào cả. Ở ngoài đó nhà ông dậu ở liền phía sau bếp Nhà anh Hường ở sát phía trước Có rào dậu gì đâu Ông dậu ăn gì nó đều biết hết Nói gì nó đều nghe hết Ở đây thì nhà nào cũng lắm thứ chuồng Chuồng trâu, chuồng lợn, chuồng gà Nhà anh Bốn Linh có một cái cây rác cao bằng cái cột buồm Chất toàn củi mía và rác mía Chị Bốn rút củi đun là cây rác có một lỗ tò vò Con trâu rút lọt Riêng nhà bác Úc có một bụi bông trang Có bướm đủ màu lăng xăng đến đậu Khắp vườn tràn đầy tiếng động không chỉ tiếng trao sủa, heo kêu, gà gáy, chim hót, tiếng trẻ nô đùa mà còn nhiều tiếng lạ khác, tiếng lách cách thoi đưa giật kiểu của nhà ông cửu sang, tiếng mõ lốc cốc của bọn trẻ đuổi vẹt ở ngoài đồng. Chiều xuống, khắp vườn ve gian, cỏ cây hoa lá sột soạt nở xòe, thằng cú lao thấy rất buồn cười là ở Hòa Phước, người ta không gọi lợn bằng ba tiếng ẹc 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 mà lại gọi ịt ịt. Người ta không gọi là cúc cù cúc cu mà lại gọi là cúc cù cù hễ nghe gọi cúc của cô là bọn gà qué chạy văng te lãnh phần ngô thóc nó cho chính ở hòa phước bà con nói trọ trẻ rất khó nghe còn dân ngoài cú lao chàm nói gì nó cũng nghe rõ ràng rành mạch chú hai quân dắt tôi và thằng cú lao đi qua làng người gặp thằng cú lao cứ nhìn nhìn họ không biết chú hai là ai cả chú hai thấy cây sung đầu làng vẫn như cũ cây dầu lại mọc bên cạnh thấy cao hơn cái thớt đá đặt ở trên đầu dốc giữa con đường ra sông vẫn nằm nguyên chỗ cũ Trước kia khi ra đồng, chú hai thường mài lưỡi mác ở đấy. Con đường đất chạy qua làng mọc đầy cỏ, chỉ với cỏ may giải rác đó đây có răm bụi rúi, vài cây bồm bổ. Chú hai từng qua lại có vạn lần trên con đường đó. Xưa kia chú gánh gánh dâu đi trước, thím hai tay kẹp nón chạy theo sau. Cũng vẫn ngôi đỉnh cũ nặng nề và meo mốc. Cũng vẫn là cái miếu bà tầm lặng lẽ, cũng vẫn cây đa đứng cạnh miếu như chiếc lọng tre cũng vẫn cái bình phong có đắp con hổ vằn vẹn, cặp mắt thao láo. Chú hai cảm thấy rất rõ con người đi qua thì mái đỉnh, cây đa vẫn còn lại. Con người chết đi, nhưng bãi dâu, con sông, đồng ruộng thì không bao giờ mất. Lớp người này mất đi, lớp người khác thay thế. Những núi chúa, hòn cà tang vẫn y nguyên. Chú hai mờ mờ nhận thấy ý nghĩa chữ đất nước và sông núi. Tại sao chỉ một làn mưa thưa mờ mịt trên ngàn dâu, một làn khói lam phủ trên mái dạ, một bóng đa mát, một hòn đá mài. Khi đi xa, chú hai cứ nhớ dây dứt. Có lúc chú thức giấc bàng hoàng như vừa nghe tiếng tre cũ kịt hoặc một giọng hát du con sau cơn mưa chiều tạnh. Chú hai nghe đất gan đứt ruột. Chiều xuống vẫn huy hoàng như 15 năm về trước. Một làn sương phủ nhẹ trên mặt sông, núi cả tàng và núi chúa mờ mờ xa. Một mảnh trăng rời rợi móc vào cành tre đung đưa theo gió nồm từ biển thổi tới. Chú hai tạt vào thăm ông Bảy Hóa, Ông Bảy vừa thấy chú bước vào đã kêu lên Ái chà chà, chà chà Như vậy có nghĩa là ôi sung sướng quá, sung sướng quá Ông vội vã nhấc bổng chiếc giường tre trong nhà đem đặt ra ngoài sân để ngồi chơi cho mát Chú hai nói là được về mấy hôm nhưng hôm nay mới đến thăm ông Bảy được Ông Bảy vừa cười vừa nói Mới về thì cứ nghỉ cái đã, vội vội vàng vàng làm chi cho mệt, phải dưỡng sức cho khỏe. Ông với tôi sẽ đi quyền và chơi đẩy cây như lúc nhỏ ông đi vắng làm tôi thiếu người vật lộn. Tôi và thằng Cù Lao cứ thích nhìn. Nhà ông Bảy có đến ba cái bàn thờ. Ông Bảy thờ Phật. Ngày rằm, ngày mùng một ông không ăn mặn vì sợ sát sinh. Trên bàn thờ giữa có tranh Đức Phật Tổ ngồi trên tòa sen mắt nhìn xuống rốn. Trước mặt Phật Tổ đặt một cái chuông và một cái mõ miệng rộng như miệng cóc. Bên trên treo những con long con lân bằng gốc tre. Ông tìm đâu ra những gốc tre vạn vẹo đầy lông lá. Chắp thêm những tóc những dâu thành những con vật kỳ quái bàn bên tả là thập điện diêm vương quanh bàn treo những bức tranh vẽ những cảnh rùng rợn ở âm ty trong những tranh này tuy người chết đã chôn xong nhưng họ sống lại bước ra khỏi mồ đến 10 cửa điện diêm vương để chịu những cực hình ghê sợ tranh thứ nhất vẽ một bếp lửa hừng hực trên bếp lửa một vạc dầu đang sôi hai con quỷ mặt trắng nanh dài dìm một người bị tội và chảo dầu sôi trước đây ông bảy cho tôi biết kẻ bị tội đó đã từng nói láo trong lúc còn sống trên dương gian Nói láo chỉ một lần cũng bị đem đun như vậy Thật quá khủng khiếp Có lần tôi đã nói láo với chị ba Là tôi đưa con trâu bĩnh đi gặm cỏ Kỳ thật tôi đã rủ lũ chăn trâu đi chơi giật lá Nếu vậy Diêm Vương sẽ tặng cho tôi một vạc dầu sôi Còn như ông Tư Đàm ở làng tôi Nói láo có sách thì phải dìm mấy lần vào dầu sôi như vậy Tranh thứ hai vẽ cảnh một con quỷ đầy lông lá Đè cổ một người đang dãy ruộng Một con quỷ khác dùng cái cưa Cưa người bị tội ra làm hai Ông Bảy cho tôi biết người bị cưa như vậy vì lúc sống trên trần thế đã phạm vào cái tội hái trộm hoa quả của người khác vườn nhà ông bảy có một cây ổi quả chín nhỏ bằng ngón chân nhưng hương thơm ngào ngạt ruột ổi trắng phau đã ăn một quả thì dẫu tiên phật cũng muốn ăn thêm quả nữa chính tôi là người đã vào vườn ông bảy hái ổi lại còn đem cho các bạn đã bị nấu dầu nay tôi lại bị cưa làm đôi một lần nữa đến bức tranh thứ ba người phạm tội ngồi trên một miếng sắt nung đỏ mông đít để hở lửa bốc lên làm tóc trên đầu quằn quại muốn cháy. Ông Bảy bảo tội đó là tội sát sinh trong những ngày rằm, ngày mùng 1, kẻ giết giận dẹp cũng bị khép vào tội này. Nhất định mẹ tôi và chị ba sẽ phải bị nung trên sắt, vì bất kể ngày nào bắt được con cá là họ nổi lửa kho nướng. Tranh thứ tư vẽ bọn quỷ sứ tay cầm kìm xông vào móc lưỡi một người đang bị trói. Kẻ phạm tội lưỡi bị bọn quỷ sứ kéo ra khỏi mồm đến tận một tấc. Ông Bảy bảo đó là người đã từng chửi trời chửi Phật, nếu vậy thì mọi người trong xóm sẽ bị rút lưỡi vì họ đều có chửi trời, nhất là những lúc nắng lâu hay mưa lâu quá. Mẹ cha thằng trời không mưa xuống, phải vác xảo đâm cho nó lủng bụng. Anh bốn linh càng không tin có trời có Phật mà chỉ có sức mình, thế thì rút mấy lưỡi của anh cho đủ. Những nhục hình khác như là moi mắt, moi gan, vứt người cho cọp nhai, voi xé, rùng rợn, không kể xiết. Thằng cù lao xem tranh thập điện, nó thú nhận là nó có tội tài trời, Lúc còn ở ngoài biển, ngày nào nó cũng bắt cá. Còn nó còn nói láo với cha nó để được đi chơi. Việc chửi trời ít nhất nó phạm đến năm 10 lượt. Những hôm đầu xem tranh thập điện thì tôi hơi khiếp. Sau đấy tôi hóa giải dạn, hóa chai, không sợ nữa. Có lúc đến chơi nhà ông Bảy, tôi đem cho ông vài hạt đỗ đũa hoặc là vài hạt mướp làm giống. Ông Bảy cho những đứa trẻ tốt bụng như tôi thì trời Phật sẽ xét lại. Những tội lỗi sẽ được miễn giảm. Và nếu tôi khen ông Bảy một việc gì đó, thì tôi có thể trèo lên cây ổi của ông hái một bị đầy cũng được. Ông Bảy vừa sực nhớ là tôi và thằng Cú Lao cùng đến nhà chú Hai Quân. Ông đưa cho chúng tôi ra sau bếp. Ông rút nắm củi mía nhờ sắc một nồi nước chè. Chú Hai ngăn lại. Đừng có mệt, không uống đâu. Ông Bảy ngồi xuống. Tôi một mình đơn chiếc ở cái am này. Vợ con tôi bị bệnh phù. Sau đó nó ngoẻo. Còn thằng con nó vô làm hãng ba son ba siếc chi đó rồi cũng biệt tích. Không biết chết đẳng chết xá nào chỗ mô Ông Bảy kéo thằng cú lao đứng sát bên cạnh Ông xì mũi hỏi chú hai quân Làm ăn ngoài nớ ra răng Nghe nói ngoài nớ có món yến xào ngon lắm Sao không mang vài chục cân về đãi bà con Ở ngoài nớ cứ nhớ nhà đêm không ngủ được Làm ăn bữa đói bữa no Chẳng hơn chi xứng mình cả Vậy hả à? Tôi cũng bắt trước bỏ làng đi tận Phan Giang Phan Thiết mò tới tận Đồng Nai Đất nước ông bà thật mênh mông chi địa nhưng chỗ nào cũng chen chân không lọt, kiếm được cái chi để bỏ bụng thiệt khốn khổ. Nghe đâu làng ta có năm đói lắm mà. Năm đói mẹ con bà hai quân cũng bỏ đi biệt tích. Chú hai ngồi lặng một hồi lâu chợt như tỉnh lại, tiếng ông bảy nghe loáng thoáng. Khi con cá con tôm, cái rau cái rác đã kiệt, tôi cũng bỏ làng đi kiếm ăn xứ khác. Làm nghề chi? Một trăm thứ nghề, bá nghệ là bá láp. Gặp chi làm nấy, bán thuốc cao, giữ chó, giặt quần áo, làm thuốc nam cúng phù thủy khi đói đầu gối hay bò cái chân hay chạy cái giò hay đi là vậy thế ai bày ông cúng phù thủy khi đói nó bày chủ nhà tôi hay bị đau thắt ở chỗ bụng lão tin là bị động mả động mồ cần có thầy cúng tôi tìm việc không ra liền tự nhận là thầy cúng vào loại cao tay ấn tôi bắt chủ nhà sắm bút mực giấy đỏ giấy vàng tôi vẽ ngoạch ngoạc những đầu trâu mặt ngựa vẽ người ta mới khó chứ vẽ ma quỷ khó chi đâu khi lễ vật đã bày lên bàn tôi bắt chủ nhà nằm phục xuống đất tôi nổi thét ấy phả ấy phả úm ba la sau đó tôi nổi lên ê a này ta đến nam phương có chàng ba long vương này ta đến cửa bắc phương có chàng tư long vương hết ê a tôi nổi lên gọi toàn những tiếng rất bí hiểm úm ôi đà ha ma ha tác tác cũng may sau đó chủ nhà đỡ đau nhiều người khác mời cúng nghề dạy nghề tôi học thêm những bài tấu bài nhương tôi học vẽ bùa làm đồ mã sau đó tôi để dâu, một bộ dâu dài rất cần cho ông thầy cúng. Bộ dâu dài làm cho tôi có cốt tiên, cốt Phật, trị được bọn quỷ dữ. Ông Bảy có một bộ dâu dài đến rốn, nó mọc quanh mép dưới cằm, thong rong như dâu các vị quan văn trong tuồng hát bội. Khi nào đến chơi nhà ông Bảy, tôi cũng bắt gặp ông đang tỉa tót phút ve, ra dáng hãnh diện về bộ dâu đó lắm. Móng tay tôi cũng để dài ra. Úi, chú hai nói nhanh, cách mạng lên rồi, phải cắt bớt thứ gì đó đi, cách mạng có phải chuyện chơi đâu. Tôi cũng nghĩ như ông, trước đây vì túng thiếu, nay nghe thằng Bốn Linh nói mình thấy thẹn. Những thứ vẽ thập điện Diêm Vương này phải đem đốt hết. Phải, vì còn có ai cung kính chi đâu, bọn thanh niên không tin quỷ thần nữa. Chúng bảo nhau là phải quét hết ma quỷ. Ma quỷ cứ làm cho người ta nơm nớp lo sợ. Tôi và thằng Cú Lao nấu niêu nước chè đã sôi. Ông Bảy múc hai bát nước lạnh, lấy kẹp tre cặp niêu nước chè, rót vào hai bát nước chè nổi bọt trông thật ngon lành chú hai uống một mạch hai người im lặng quanh làng đã yên tĩnh chỉ vài tiếng chó sủa lơ mơ mơ hồ phía ngoài sông có tiếng dao đò ai đi đò chú hai nói như vừa tỉnh giấc mới mà mau thật tôi cứ nhớ ông bảy cho tôi kích kế để được ăn cá nhám tôi nhai cỏ trộn với cơm nhả vào chã cá nhám chủ nhà tưởng mèo nôn muốn đổ thế là hả tôi sực hết với kế lạ như vậy, tôi tưởng ông đã thành trương lương, hàn tím, mang ấn công hầu, không ngờ lại mang về nghề thầy cúng. Ấy chết, ông có biết công hầu là phong kiến gốc đó hả? Cách mạng đánh đổ đế quốc phong kiến, tôi mang cái thứ đó về hại bà con hả? Trước đây tôi tìm không ra cách mạng, bây giờ cách mạng đã có rồi. Tôi nghĩ phải gặp anh Sáu hoặc hỏi thằng Bốn Linh nhận một công tác, bữa nay mình đứng ngoài thấy khó khó. Chú hai hỏi những chuyện xảy ra trong làng trong những lúc chú đi vắng. Ông bảy thuật lại nạn mất mùa, nạn đói. Chuyện Tây đến dựng nhà máy ươm trong tổng. Chuyện quan trên bắt dựng vọng lâu và vào làng bắt cộng sản. Chuyện đốt nhà, trộm trâu. Chuyện đó kém là chuyện ông bảy nhớ nhiều nhất. Còn người ta sinh ra ở đời ai cũng có cái vui, cái buồn, cái lo, cái ghét. Nhưng nghĩ cho kỹ thì cái sợ là nhiều nhất. Trong các cái sợ, có cái sợ đói là ghê gớm nhất. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến lúc chết, người ta chỉ lo mỗi một việc, đó là lo đói. Lo ngày lo đêm, dồn hết sức mình, tài mình vào cái đói, thế mà vẫn đói. Chóc nã cho được cái miếng ăn thật là khốn khổ. Làng ta bỏ đi tha phương cầu thực cũng nhiều, ban đầu cũng có người đánh thư về nhà, nhưng sau thì không còn thấy tâm hơi đâu nữa. Chú hai hỏi, vậy sao sợ đói là sợ cái chi? Là sợ ma, ma đủ loại, ma rả dìm người xuống nước, Ma le cõng người nhét giữa bụi tre. Ma chơi chập chọe, ma đuốc lập lòe, ma đậu, ma xó, ma hời, ma trâu, ma lợn, khắp bờ bụi dày đặc những ma. Riêng quanh vườn đã có 10 loại cô hồn như ta thường vái, còn quỷ thì chỗ nào cũng có. Hòa Phước có hai bãi tha ma đầy ma quỷ. Ông còn nhớ năm ma đậu hoành hành người chết như dạ, kẻ nào làm cho hết ma, tôi cho là thánh sư Bồ Tát. Một ngọn gió từ phía sông ập vào vườn, dùng những tàu lá chuối nghe lộp độp như mưa. Có tiếng gọi đò, tiếng vang xa như từ một nơi xa xôi nào dội lại Bên kia sông, một ngọn lửa bật sáng. Ông Bảy chợt nói. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, ông trời thế mà có mắt. Ông về được đây, còn mang theo thành nhỏ để làm vốn liếng. Ông Bảy kéo thằng Cú Lao ngồi sát bên cạnh. Tôi và thằng Cú Lao đến chơi nhà bà Hiến. Bà đang ngồi kéo vải, cái xa kéo cứ quay rè rè, một sợi chỉ như từ đầu trong con cúi cứ tỏi ra mãi. Bàn cứu tế sẽ dựng cho bà một ngôi nhà mới. Không biết ngôi nhà mới sẽ thế nào. Quả thật tôi thích cái nhà cũ của bà hơn vì nó vừa thấp vừa tối. Tôi được cái thú không người chui dưới mái tranh như chui vào một cái hang lạ. Dọc phên, bà hiến treo những cái chổi cồn bằng tre, bằng rơm dài ngắn đủ cỡ. Bà rất giàu về các loại chai vỡ, hũ vỡ, nồi vỡ, đặt thành một hàng dài trông rất lạ mắt. Nhà bà giống như một cái hang chất chứa đồ cổ. Thằng Cù Lao khen những nhãn pháo, nhãn chè dán trên cột, vẽ hình hổ báo vằn vẹn, những tiếng dâu ria cầm chùy, cầm xà mâu đứng múa. Trước đây lúc rảnh rỗi tôi hay đến chơi đằng bà, bà cho biết ngay trong xóm có một cái con rùa vàng. Có lúc rùa vàng bò lên mặt đất đi ăn, hễ gặp rùa vàng ta phải lấy cái khăn có chát máu chó chụp ngay lên mình nó. Máu chó làm rùa không thể biến mất, bắt được rùa vàng bà sẽ giàu sang sung sướng, bà sẽ làm một cái nhà toàn bằng gỗ lim, bà sẽ sắm kiềng vàng, vòng vàng, bà mặc toàn gấm vóc. Chỗ nào đói, bà sẽ đem gạo, đem tiền đến phát. Bà sẽ được mọi người chiều chuộng. Bà Hiến kể cho tôi nghe chuyện nàng phấn điệp. Nàng phấn điệp xưa kia đẹp như hàng Nga. Việc bánh trái theo thùa không ai bị kịp. Nàng còn biết đánh đàn. Tiếng đàn của nàng nghe réo rắt như gió thoảng mây bay, lúc reo vui, lúc xót thương, tủi hổ. Tôi bắt bẻ. Bữa trước bà nói nàng đẹp như Tây Thi, bữa nay bà lại nói đẹp như hàng Nga. Cũng nàng đó hay nàng nào? cũng nàng đó. Bà kể tiếp, cách ăn ở của nàng làm ai nấy đều mến phục. Một hôm có một người sang trọng đến xin gặp nàng. Trong lúc trò chuyện, người đó giả bộ vô ý đưa tay chấm vào chán nàng. Chỗ chấm đó trở thành một cái vết. Vết đen đó loang ra khắp mặt, loang khắp mình mẩy chân tay. Vừa lúc đó, cha mẹ anh em của nàng đều chết hết. Nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Những người trước kia muốn gần nàng bao nhiêu, thì nay lại tránh xa nàng bấy nhiêu. Cuối cùng, nàng chết ở xó chợ giữa đêm mưa gió kể đến đấy bà hiến khóc thút thít đó là chuyện nàng phấn điệp bà hiến kể cho tôi nghe trước tổng khởi nghĩa khi tôi và thằng cù lao đến chơi bà kể thêm về cái chết của nàng phấn điệp bà đã kể sai nàng vẫn còn sống chính cái đêm mưa gió nàng sắp chết liền có một người hiện ra người đó lấy ngón tay chấm vào chán nàng cái chấm đỏ trắng dần lan ra dần lan ra đến đâu thì da rẻ của nàng trở lại trắng trẻo hồng hào đến đấy phấn điệp trở lại xinh đẹp như xưa tiếng đàn của nàng trở lại réo rắt nàng lại được mọi người tôn trọng quý mến tôi thúc vào không thằng cù lao mày phước không thì bỏ mẹ theo bà hiến thì chuyện phấn điệp không phải là chuyện bịa vì nàng phấn điệp có thực nàng đã từng ăn xin trước đây ở chợ chính bà hiến có trông thấy sau khi trở lại trắng da dài tóc nàng không già mà cứ trẻ mãi cho đến một lúc nàng hóa thành một con bướm trắng rồi nhẹ nhàng bay đi đâu mất tôi và thằng Cú lao thấy rất rõ bà hiến cần chúng tôi đến chơi để bà kể chuyện phấn điệp vì vậy chúng tôi thường đến chơi nhà bà tôi đứng sau nhà bà gọi to bà hiến ơi đứa nào đó tôi đây chúng tôi đến để nghe bà kể chuyện phấn điệp đây phải mở cửa mau mau ra đón gặp thằng cù lao bà nói tao nhớ đến thằng con của tao nó cũng tướng đói như mày bà thò tay lên cái gáo trên giàn bốn quả bồ quân theo tay bà xuống nằm trên cái bát bà bốc hai quả đưa cho tôi tôi lắc đầu không ăn chị ba đã dặn không được ăn bồ quân của bà chị ba giảng giải Bà Hiến không chết là nhờ cây bổ quân. Bà hái bổ quân đi đổ gạo. Mày ăn bổ quân của bà thì bà chết đói. Ăn một vài quả thì ra răng. Một quả cũng không được ăn. Bà nghèo lắm. Bà Hiến bốc hai quả đưa cho thằng Cù Lao. Tôi nháy mắt ra hiệu cho nó đừng ăn. Nhưng nó đã bỏ một quả vào mồm. Tôi trợn mắt ra hiệu rõ hơn. Thằng Cù Lao bỏ nốt quả thứ hai vào mồm nhai rau ráu. Nuốt nghe ứng ực. Ăn nhanh như cọp đói. Bà Hiến lấy thêm cho nó năm quả. Lần này tôi phải ra hiệu bằng cách lắc đầu, dậm chân. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả bộ quân đã biến mất. Lúc về tôi thấy cần phải cho thằng Cù Lao một bài học. Nè, Cù Lao, mày làm cho bà Hiến chết đói rồi đó. Nó mở tròn mắt. Răng. Bà chết đói chứ răng nữa. Mày ăn hết bộ quân của bà. Bà chẳng còn gì để đổi gạo. Bà chết đói là tại mày. Lỡ thế tôi lỡ thì răng. Mày phải đi mua bộ quân đem trả lại cho bà. Từ giờ không được ăn cái gì của bà nghe không? Ở đây người ta bảo là ăn phải coi nồi là vậy đó Tuy bụng mình đói meo nhưng phải nói là tôi no quá Ăn không được nữa Cô muốn ăn cũng phải thông thả Bụng có đói cồn cào cũng phải đợi người ta mời năm lần bảy lượt mới cầm đũa Mà khi cầm đũa phải gắp ít ít Không được luôn luôn thò vào món ngon Đó là lễ nghĩa Chị ba dạy vậy, nghe chưa? Thằng cù lao vảnh tai nghe Nó đồng ý là về làng Nó phải giữ lễ nghĩa Lúc còn ở ngoài cù lao Cha nó từng dặn Tùy về quê cũ nhưng cũng như lội sông, chớ có láu táo, người ta chê cười cho đó. Ban cứu tế cũng đã dựng xong cho bà hiến một cái nhà một gian hai trái, cái nhà mới của bà trông bề thế nhưng chẳng có gì hấp dẫn đối với tôi, nó giống như mọi nhà khác trong làng, tôi ngồi chéo chân chỉ lên nóc nhà. Nhà mới này chẳng thích đâu, bảo làm lại cái nhà như nhà cũ, cái nhà cũ thích hơn. Tôi chỉ lên gian giữa, sao không đem nhãn chè, nhãn chai dán lên như cũ? chỗ đó tao dán ảnh một người người nào người đã cứu nàng phấn điệp thằng cù lao rất thích đến chơi nhà bà hiến đến đây nó được ăn nói tự do nó nói thẳng với bà là từ nay trở đi nó không ăn gì của bà nữa dù chỉ một trái bổ quân ăn như vậy bà sẽ lăn đùng ra chết đói nó phải vã lây tốt nhất là đừng ăn bà hiến bảo nó cứ ăn bà không chết đâu mà sợ xưa kia nhiều lần bà muốn chết nhưng bây giờ bà muốn sống thằng cù lao hỏi bà lúc muốn chết thì có phải là lúc bà bị cái chấm đen lan dần hay không nó còn biết xưa kia thì bà hiến rất đẹp bà cũng giỏi nghề canh cửi vá may có lúc nhà giàu đã thuê bà khóc mướn nó hỏi nhỏ bà có phải người ta thuê bà đi khóc mướn không bà cười héo hắt mày ở cù lao chàm làm răng biết được ở đây nhà giàu khi chết đưa ma to lắm họ thuê bọn con gái diện bảnh đi theo sau linh cữu để khóc lóc tao đã khóc như khóc cha mẹ mình chết vậy thế còn ông hiến đánh bà thế nào ông cột tao vào chân giường đánh nổi lằn khắp mình mẩy trước kia ông rất hiền lành ăn ở phải đạo sau đó ông bỏ làng đi ông nói sẽ mang tiền về làm tòa ngang dãy dọc nhưng ông về với một hình ma tướng cóc tao phải nuôi cho đến khi ông chết thế khi ông chết bà có khóc không tao khóc mãi ông bỏ tao tao nhớ tao thương ông lắm nói đến đây bà hiến lại khóc thút thít